Chế độ neo tỷ giá giúp cho Liban giữ vững được niềm tin của người dân, bất chấp cuộc nội chiến đã kéo dài 15 năm. Tuy nhiên thì sự thật của hệ thống đó được xây dựng trên một nền kinh tế gần như không có năng suất và một mạng lưới các giao dịch phức tạp được ví như mô hình lừa đảo Ponzi. Quốc gia Địa Trung Hải hiện đang vật lộn với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất hành tinh trong vòng 150 năm. Vén bức màn tài chính của quốc gia giàu ngang ngửa Dubai, kinh tế đứng trên bờ sụp đổ, dân lái Mercedes BMW đi xin ăn chính là nội dung mà Góc Nhìn Doanh Nhân Tài Chính muốn gửi đến các bạn trong ngày hôm nay. Thời hoàng kim đã không còn. Từ rất lâu trước khi Dubai là Dubai của bây giờ thì Liban đã là một đất nước phồn thịnh như vậy. Thời những năm 50, 60, 70, Liban là trung tâm tài chính, ngân hàng của khu vực, là trạm trung chuyển và sân chơi của giới giàu có Ả Rập lẫn phương Tây. Khi hàng tỷ đô từ các mỏ dầu dồi dào bắt đầu chảy vào vùng vịnh sau năm 1973, phần lớn số tiền ấy nằm dưới quyền quản lý của các ngân hàng Beirut. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại thì quốc gia Địa Trung Hải đang vật lộn với cái mà Ngân hàng Thế giới gọi là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất hành tinh trong vòng 150 năm. Đồng pound Liban đã mất 90% giá trị so với đồng đô la Mỹ ngoài chợ đen kể từ năm 2019. Người dân lái Mercedes BMW đi xin ăn. Liban của hiện tại có tất cả các yếu tố của một nhà nước thất bại. Người dân vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp tăng chóng mặt, siêu lạm phát kỷ lục và sự mất giá kinh hoàng của đồng tiền, cùng với tình trạng mất an ninh thực phẩm. Hơn nửa số người Liban giờ sống dưới mức đói nghèo. Ai cũng có thể thấy được nghịch lý khi người dân phải lái Mercedes đi xin thực phẩm. Khi đồng tiền bị mất giá, thông thường người ta sẽ tìm đến những khoản tiết kiệm bằng đồng đô la Mỹ mà họ gửi vào nhà băng. Nhưng nhiều người không thể tiếp cận được tài sản của mình bởi vì chỉ qua một đêm, ngân hàng Liban đã đóng băng tất cả các tài khoản đồng đô la Mỹ để ngăn bị thao vốn tiền gửi. Ngân hàng, trung tâm trong nền kinh tế định hướng dịch vụ của Liban đã tê liệt. Người gửi tiền bị chặn, không thể rút được những đồng đô la Mỹ ra khỏi tài khoản của mình hoặc nhận được câu trả lời rằng các nguồn quỹ của họ có thể tiếp cận đều đã cạn kiệt. Những người từng trải ở Liban nói rằng cuộc khủng hoảng hiện thời còn tồi tệ hơn nội chiến 1975-1990. Cuộc khủng hoảng không chỉ tác động đến dân thường mà cả quân đội khi chính phủ nói rằng họ chẳng còn chút tiền nào. Thế nên, cái mà các bạn thấy là sự sụp đổ trong hạ tầng. Ở đây, mất điện kéo dài trong khi thiếu nhiên liệu. Quân đội Liban giờ cũng phải dựa vào viện trợ nước ngoài để nuôi quân. Tệ hơn, họ phải mở dịch vụ du lịch bằng trực thăng để kiếm thêm những đồng đô la Mỹ từ du khách. Nguyên nhân sâu xa đẩy Liban vào thảm cảnh. Tình trạng sụp đổ tài chính của Liban kể từ năm 2019 là câu chuyện về sự trượt dài trên con đường tái thiết của một quốc gia từng có thời được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông. Trung tâm thủ đô Beirut vốn bị san bằng trong nội chiến, mọc lên những tòa nhà chọc trời do các kiến trúc sư quốc tế xây dựng và những trung tâm mua sắm sang chảnh với đầy đủ những nhãn hiệu thiết kế chỉ nhận thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Nhưng ngoài ra thì Liban gần như không còn gì để khoe ngoài núi nợ khổng lồ tương đương với 150% tổng sản lượng quốc dân, một trong những khoản nợ cao nhất thế giới. Tương lai của Liban hiện tại là một Hy Lạp ở thời kỳ nợ nần cuối cùng. Một số nhà kinh tế học mô tả hệ thống tài chính của Liban hiện là mô hình Ponzi được điều chỉnh ở mức quốc gia, tức là dùng tiền mới vay để trả nợ cũ. Sau nội chiến thì Liban cân bằng chi tiêu với nguồn thu từ du lịch, viện trợ nước ngoài, thu nhập từ ngành công nghiệp tài chính và số tiền hào phóng do các nước Ả Rập vùng vịnh chu cấp. Tất cả đổ tiền cho nhà nước bằng cách thúc đẩy dự trữ ngân hàng trung ương. Một trong những nguồn đô la Mỹ đáng tin cậy nhất là tiền gửi từ hàng triệu người Liban lao động ở nước ngoài. Ngay cả trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 thì họ cũng vẫn gửi tiền về nhà. Tuy nhiên, nguồn tiền này bắt đầu chậm lại từ năm 2011 khi các nguồn đấu đá bè phái trong nội bộ chính trường Liban dẫn tới tình trạng mất khả năng thỏa hiệp về mặt chính trị. Liban nhìn chung vận hành lệch lạc. Tình trạng đấu đá khiến nước này không có tổng thống suốt gần cả năm 2016. Dòng chảy ngoại tệ cạn kiệt, đồng đô la Mỹ cũng rời bỏ Liban. Ngân hàng không còn đủ đô la Mỹ để trả nên các chủ nợ quyết định khép hầu bao. Đồng tiền mất giá trầm trọng, trượt từ 1.500 pound đổi 1 đô la xuống mức 15.000 pound đổi 1 đô la vào mùa hè năm nay. Trên thực tế, những bước cải cách kinh tế có thể làm chuyển biến bộ mặt của Liban sẽ gây đảo lộn cán cân quyền lực và tấn công vào các nhóm lợi ích lớn. Các quốc gia phương Tây và vùng vịnh đã cam kết viện trợ hơn 11 tỷ USD, nhưng số tiền này chỉ được giải ngân khi Liban cho thấy những cải cách trọng điểm mà hiện giờ nước này chưa thực hiện được. Có vẻ là lãnh đạo Liban đang đánh cược rằng số tiền đó cuối cùng cũng sẽ đến tay mình mà không có một điều kiện ràng buộc nào khi đất nước đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Một đất nước tham nhũng và tồn đọng nhiều vấn đề thì có thể sẽ không được cho vay vì lý do kinh tế, nhưng lại nhận được tiền vì lý do địa chính trị. Hình hài của một thảm họa phi hạt nhân, Liban đang đối mặt với một vụ nổ khủng hoảng dường như không có đáy.